Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Tường Thi. Rồi, vẫn là cái khung giờ quen thuộc, Bonsai Tường Thi tiếp tục phát sóng giao lưu quý anh em những cái cây bonsai hàng khai thác, những cái cây tầm trung và những cái cây mini. Rồi, tiếp theo giới thiệu quý anh em một cây hải châu, một cây hải châu cụm rừng năm thân. Cây cụm rừng năm thân, cây này tương đối thành phẩm quý anh em. Rồi, kính mời quý em xem tổng thể cây. Cây này là bonsai tầm trung, hai người B của này, hai người B rất là nặng tay nha, hai người B nặng tay. Kính mời quý em xem tổng thể cây. Cây sai khá lớn của này, cây rất là đẹp. Quý em xem tổng thể, tôi sẽ thi đo một vài thông số, quý em tham khảo thêm. Tí mình chàng thì sẽ quay gần hơn cho quý anh em xem. Cây này nó rất là già rồi, chỉ cần nó khá là già rồi. Cây tôi nói thành phẩm rồi, tầm khoảng hơn một tháng nữa cây này sẽ chọn mùa hồi trái nha. Rồi mình chàng thi đo thông số cho quý anh em tham khảo. Rồi cây này tổng quanh, tổng quanh là 60 nha quý anh em, tổng quanh 60. Rồi cây có chiều cao tính từ mặt chậu, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới cái ngọn là 55 của nè, 55. Rồi phủ tán, phủ tán theo chiều ngang là 90 nha, phủ tán theo chiều ngang là 90. Cây này sai khá lớn này, phủ tán theo chiều dọc, phủ tán chiều dọc là 60 của nè, dọc 60. Cây sai trung nha, cây cũng xanh xuống hai người B rất nặng tay nha quý anh em. Cây cũng xanh thấy không, quay gần hơn cho quý anh em xem, chúng ta tham khảo một cái cây cầm rừng, cây một bệ nha quý anh em, một bệ. Cây có bộ đế cũng khá là hài hòa, khá là ok nha. Những cây này thì khai thác khá lâu rồi, tầm khoảng 5 năm rồi. Nhưng không 5 năm rồi chứ không phải là một cây mới đâu. Bây giờ là những cái cốt như này thì tương đối khó khai thác, tương đối là nó không còn rồi quý anh em. Lâu lâu mới gặp cây, chứ còn nếu cốt lớn thì hầu như là không còn. Cây này thì có lụa rừng nha, có lụa rừng, có lụa rừng, quý anh em cứ an tâm chơi, không có hiện tượng mối mọt gì hết nha. Tại vì những cái cây này chúng ta nuôi khá là lâu rồi, tầm 5-6 năm rồi, mà cây nó phát triển, nó ra được, nó phát triển mạnh mẽ như thế này thì bữa nay mình ăn tầm chơi thôi. Dòng hải châu thì cũng chơi được lũa. Em thấy bộ tán rất là đẹp nha, bộ tán cực kỳ khủng nha bữa nay. Cây làm khá là bài bản nha, chỉ cần làm khá là bài bản. Những cây này thì quý anh em cố gắng thay xem kỹ hơn một chút, cố gắng thay xem kỹ video. Rất là ok. Cây ra những cái tược non cuối mùa, dòng đọt đỏ luôn. Cây nhìn từ trên xuống dưới nè, chúng ta thấy được bộ tán không? Rất là đẹp. Rồi bên xanh thì quay tổng thể một lần nữa, báo giá giao lưu của anh em. Những cái cây này thì cái phí ship nó tương đối khá là cao tiền, cây này ship trên dưới 1 triệu đồng của anh em. Của anh em xem tổng thể cây một lần nữa. Cây này bên xanh thì giao lưu của anh em giá là 11 triệu 500 nghìn. Tôi xin thi bao ship. Quý em phục ý thì gọi điện trực tiếp hoặc các bạn thông qua số Zalo. Mình sẽ có gắn số điện thoại cũng là số Zalo trên màn hình. Rồi chào giá Zalo của anh em, giá 11 triệu 500. Quý em hợp ý Zalo thì cọc trước cho bonsai thi. Những cái này phí ship rất là cao. Rồi 11 triệu 500 bao ship toàn quốc cả cây cả chậu cho quý em.